Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với pháp nhân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, trụ sở chính tại số 264 Lê Thánh Tông, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phê chuẩn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công ty cổ phần do các ông bà Lê Đình Trung, Trần Thị Ái Loan và Trần Thị Khánh Hà là cổ đông sáng lập. Tháng 4 năm 2020, bà Trần Thị Ái Loan, người đại diện theo pháp luật của công ty, ký hợp đồng hợp tác sản xuất nhãn hiệu bia Sài Gòn Việt Nam với ông Vũ Tuấn Châu, chủ cơ sở sản xuất bia Biva, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cơ sở Biva chỉ được sản xuất bia Sài Gòn Việt Nam với nhãn hiệu và chất lượng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp. Đến tháng 6 năm 2020, cơ sở Biva đã sản xuất và bán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam 4.200 thùng bia nhãn hiệu Sài Gòn Việt Nam, thu về hơn 365 triệu đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam đã bán 3.300 thùng bia cho khách hàng, thu về hơn 578 triệu đồng, số còn lại được làm quà tặng để quảng bá. Ngày 23 tháng 6, cơ sở Biva giao thêm cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam 4.712 thùng bia Sài Gòn Việt Nam thành phẩm thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ vì có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kết quả giám định cho thấy sản phẩm bia Sài Gòn Việt Nam do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam thuê cơ sở Biva sản xuất có nhãn hiệu trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco. Vì vậy, tháng 9 năm 2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đến nay khởi tố bị can đối với pháp nhân như đã nói ở trên, được quy định tại khoản 2, điều 226 Bộ luật hình sự. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.